vị, chiều ngày 27 tháng 5, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong thứ 46 ở nước ta là cụ ông 81 tuổi, bệnh nhân 3881, có tiền sử tai nạn giao thông gãy xương sườn, xương đòn 4 năm trước, áp xe gan. Trước đó, ngày 5 tháng 5, bệnh nhân sốt nhẹ và đến bệnh viện huyện điều trị 4 ngày với chẩn đoán viêm phổi. Sau khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính, bệnh nhân được cho về nhà dùng thuốc theo đơn và cách ly tại nhà. Ngày 14 tháng 5, bệnh nhân xuất hiện biểu hiện khó thở nên đến Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh làm test nhanh COVID-19, cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Ngày 21 tháng 5, bệnh nhân được Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế hội chẩn xác định nhiễm trùng chủng vi khuẩn đa kháng thuốc. Dù điều trị hồi sức tích cực tối đa và chăm sóc toàn diện, tình trạng bệnh nhân không đáp ứng điều trị, diễn biến xấu dần và tử vong vào 22 giờ 31 phút ngày 26 tháng 5.